ba má đã sinh con ra khỏe mạnh, đáng lẽ ra con phải sống tốt hơn, nhưng chính cái tai nạn giao thông năm 2010 đã lấy đi của con và của gia đình mình rất là nhiều thứ, làm cho ba má phải thêm gánh nặng trong cuộc sống. Con cảm ơn ba má đã luôn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương, lo lắng và che chở cho con trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Giờ đây con không cầu mong gì hơn, con chỉ mong rằng ba má luôn có thật nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ không còn những sóng gió nữa. Con và em gái rất là thương ba má. Trong lòng con nghĩ thế nào? Con đã từng làm mẹ. Khi con của con càng lớn, nó chỉ bị mũi chích thôi là con cũng đã đau lòng lắm rồi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Lần đầu tiên cô chú gặp nhau như thế nào, bây giờ cô chú còn nhớ không? Thì lần đầu tiên thì coi như là ông đây nè, tới nhà bạn chơi á, dạ. Mình cũng ở gần bên đó, rồi bạn cũng kêu qua chơi, rồi gặp nhau, rồi để ý, rồi tìm nhà tới, chứ mình cũng không biết, cũng quen nữa. Lúc đó nhờ bạn thân, bên này có cái cô bạn cũng xinh đẹp như cô này nữa, người rất thân. Cho nên là mình được cái duyên là được bạn thân của mình dẫn tới cái nhà cái cô bạn, bạn thân của mình nữa. Đó, cô này coi thử, có đẹp, có xinh không? Có đẹp, có xinh không mình không? Ủa, để coi thử coi. Vậy là thấy cũng được, đúng không? Dáng hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ rồi, thấy cũng xinh. Thì lúc đó mình mới có cái tư tưởng, cái vụ này chắc được đây thì nên bấy bữa sao? Lật đật cỡ xi đạt, tiền mình đi. Đi mà hên nhau, hên với tới ngõ nhà cô này. Lúc đó là có cái cô này nha. Thấy luôn. Mày qua này nha, không biết sao vô. Đứng ngay cái ngõ luôn cho nó hên vậy chứ. Nếu không thầu mình vô mình hầu đó mình còn trễ. Nếu mình vô mà không gặp cái cô này thì mình gặp ông bà già hay gặp cái mấy người khác chắc cũng không được. Đâu hên quá gặp cô này. Định mệnh đó. Anh đi đâu này? Nên đi tìm em chứ đi đâu? Em đi tìm em, cô này tìm em về đây. Đâu dẫn vô. Vô rồi nghĩ nói chuyện. Rồi cái hầu nói chuyện rồi mới có bà già nhà. Mấy đứa em mà nó đi học, mình nhớ mà. Bây giờ anh thấy chưa? Đứa nào? Làm gì vậy? Đây. Có, nói có cái anh bạn trai, anh đi tìm, anh tới anh hỏi thêm chơi. Bây giờ anh nói, ở vậy được rồi. Chứ nói mà người yêu rất, không cho đâu đó. Không cho, chắc chết luôn. Bữa đầu gặp ảnh ở chỗ người bạn á, chị có cảm tình gì không? Lúc gặp thì nhà bạn thì mình cứ tưởng là bạn bì thâu, bạn của bạn mình thâu chứ đâu có nghĩ gì đâu, không có nghĩ gì không hết á. Nhưng bất ngờ vô bất ngờ á. Mà có thấy ánh mắt ông liếc hay gì không? Thì cũng nhìn cũng để ý. Lúc đó chưa biết gì hết, chưa cảm biết. Nhận gì hết. Hầu đó còn nhỏ mà mới có mười mấy tuổi, 19 tuổi rồi. Rồi sau cái bữa mà tự nhiên thấy ông xuất hiện trong nhà mình á, mình cũng bất ngờ chứ. Không biết ông đi đâu đây. Kêu là thì đi chơi, bạn bì tới thêm chơi, bữa gặp mà không biết nhà giờ đến. Vậy á. Mình cũng tưởng đâu bạn bì thôi rồi tới. Nhưng có nghi lúc đó nghi gì chưa? Chưa đâu. Chưa. Chưa luôn. Mà còn nhỏ quá mà nó không biết cái chuyện yêu đương. Bữa đó nó diễn ra bình thường như chỉ có chủ động là bên đây thôi. Đi nhiều lần rồi mình mới mấy bữa sau mình tôi tiếp nữa. Xì. Tiền bị tới nữa. Mình biết là sớm rồi. Nhiều thanh niên lắm cũng đang thích cô này nữa. Từ cô này nó xinh mà. Rồi mỗi lần mình tới á thì lúc đó mình có việc làm rồi, ổn định rồi. Lúc đó mình làm thư ký của hợp tác xã nông nghiệp, gọi là kế toán đội đó. Để tính toán công điểm đồ cho bà con để làm nông á mà. Đó, mình cũng rảnh. Mình đi sớm. Tự nhiên mình đi trễ là có anh chàng khác anh tới ngồi trước. Mình sợ chứ. Cho nên mình phải đi sớm mà phải đi nêm giờ chiều lần đó. Mình qua trước luôn. Nhà con này thì cũng có công việc làm. Mình lẳng quẳng mình biết làm gì, lúc đó mình vô mình lẳng quẳng mình thấy cái gì làm. Xong vô làm đại. Tự nhiên nhào vô nhà người ta rồi kiếm chuyện làm. Kiếm chuyện làm. Kiếm gì làm đại chứ mình đi nêm giờ. Đi trước để mấy anh kia em khỏi. Lỡ mình đi xe mấy anh kia tới trước là mình hẹo. Dành hết việc để làm rồi. Cái mình ở luôn cho tao luôn. Cái nhiều lắm khó anh không chưa.
mình ăn rồi, nhưng mà thiệt chưa ăn. Mình ở miết tới 9-10 giờ. Bụng thì nói, cái miệng thì nói gì nhưng cái bụng nó không muốn gì. Nhưng mà ông bà già thấy tới 2-3 lần ông bà già có nói gì không? Không, lúc đó là cũng nói rồi là lũ con đang tìm hiểu. Lúc đó cũng có xin phép rồi. Xin phép lũ con cũng tìm hiểu. Nhưng phía bên mình chưa biết đâu. Chắc chừng mình tới được nhiều lần rồi. Mình dìm trình bày với bố mẹ mình. Bố mẹ mình mới nói chắc không được đâu. Trời, lúc đó buồn ghê con. Ủa sao không được? Không được là ở ngoài quê mình có cái môn đăng hổ đấu này, giàu với nghèo. Ban đầu ông bà già nó không được đâu. Nên nói sao không được. Tìm hiểu thương nhau quá chừng. Nói chuyện rồi thấy hợp tình hợp lý. Nếu không được là đi xa luôn nghe. Ông bà già từ từ. Từ từ để đi. Để ông bà đi hỏi. Đi hỏi chồng xóm luôn. Bên này có đồng ý làm xui không? Bố mẹ con này có đồng ý làm xui không? Đó, hỏi đồng ý là chấp nhận làm xui gian. Mừng quá. Hỏi là mừng ý rồi. Lâu lâu cả năm rồi. Được đồng ý là xin bác cho con chở Thư đi xem phim. Đó là hầu đó là mình cũng có được chiếc xe đạp đường về quê đó. Dạ. Đâu phải như bây giờ trời mưa nó trơn trượt. Đi qua cái cống nhỏ nó có mưa ti mà đang vậy nó sụp xuống cái. Nó trượt cái bánh xì. Con này rớt cái bạch tuộc. Nhưng mà lúc rớt chú biết không? Hay chú chạy biết luôn. Đâu có chạy. Lâm lem lâm lốt luôn. Cái thôi phải trở về. Rớt cái bạch luôn hả? Rớt cái lắm bùn luôn. Tại vì không có ôm. Không dám ôm, sợ không dám ôm. Trời ơi. Ừ. Thường ta ngồi một là ta ôm ngắt, hai ta vịn cái ghi đông là vịn chắc vậy nè. Cô nhưng mà có lúc té xuống rồi cô có giận lẫy chú không? Cũng có chứ, kìa chở đi gì mà má mưa được tiên để rớt cái bạch. Tại vì không ôm á. Rồi sau này là rút kinh nghiệm trả lời sao có ôm không? Ôm. Có, thấy chưa? Nhờ cái tới cái bạch đó mà lần sau phải ôm á. Bao lâu thì mới cưới chú hả? Vậy cái mấy tháng sau kia là lúc đó là quyết định cưới. Hầu đó là nói chung gia đình cũng im út rồi, cũng đông. Cưới nói chung là cũng đơn giản. Họ hàng hai bên cũng được mấy chục người. Chứ không có tổ chức linh đình. Cứ xem đó là cái mới có mấy tháng này, cái là mình lại được tiếng gọi của tuổi trẻ là mình phải lên được đi bộ đội. Là mình đi bộ đội năm mấy à? Cái cuối niềm tâm là em vừa cưới vợ thì em có 3 tháng. Trời ơi, mới cưới vợ đi bộ đội rồi. Mới cưới vợ 3 tháng đi bộ đội. Mình tưởng là mình ra mình ở Quảng Ngãi tự vì mình có chút trình độ. Tưởng là mình ở trong nước để mình làm công việc là phục vụ, ở đâu phục vụ. Ai ngờ đâu cái 3 tháng quân trường ở Quảng Ngãi đẩy vô 14 chiếc xe mà cái cảnh nó thảm lắm. Lúc đó mẹ ruột với bà xã ra trong cái bữa tối thứ bảy sáng ngày chủ nhật nó lại đẹp lệnh đi Campuchia luôn mới tội nghiệp chứ. Trời ơi, là đi luôn trong ngày chủ nhật luôn hả chú? Đi trong cái tối đêm đó luôn. Tấm hồng nó cũng 10 giờ đêm đó. Rốt cuộc không biết làm sao hết trơn. Xin cái ông đại đồng trưởng mình ấy, thủ trưởng cho mẹ mình với vợ của mình qua gia từ Quảng Ngãi về tới Tân Quan là cỡ 60 cây số đi chung trên một chuyến xe. Trời ơi, về tới ngã ba mà đi về nhà mình khi mẹ mình với vợ mình phải từ biệt, lúc đó là xót xa ghê. Trời, không có cái tình thương nào mẹ vợ mà mình phải đi như thế này. Thì thôi đành phải đi chứ giờ không lẽ giờ với mình nhỏ khóc không biết bao nhiêu mình mắt kẹo. Cái khoảnh khắc mà mẹ với vợ bước xuống xe chú bước xuống hả? Xe đó rồi đi xe qua nhà chạy đi à. Lúc đó chú khóc nhiều không? Lúc đó là chỉ có biết đứng nhìn, đứng trên xe mà nhìn chừng nào mà cái màn đêm mà hầu đó vô mình nhớ cũng cỡ 2 giờ sáng vô cái màn đêm mà nó không thấy nữa là lúc đó mình khẩn lại bạn bè thôi, tội nghiệp thành. Lúc đó chị đứt ruột rứt gan hả chị ha? Buồn chứ, không biết nói gì nữa đó. Lúc đó mình có đứa con nào chưa? Chưa có đứa con nữa. Chưa có hả? Đêm nó nằm chắc không ngủ được đâu chị ha? Nhiều đêm trong mới một đêm. Đi miết đi thì Campuchia đâu có
Bây giờ có điện thoại mình còn gọi được chứ hồi xưa đâu có điện thoại đâu mà liên lạc được. Chứ dùng cái thư mà đi thư đi lâu táo lắm. Qua bển cũng hên là mình hầu đó mình ở nhà mình làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp nghe, thì mình mới khai thì mình được rút về làm cái công tác quản lý cái đơn vị cái hậu cần ở trung đoàn là đơn vị ô tô vận tải. Như vậy cái đầu mình xin phép đi mua hàng thực phẩm, xin đi Đà Nẵng nhưng mà thiệt là mình về Quy Nhơn, mình xin về nhà được 10 ngày nên mình về được thăm vợ, mình mua được cái hàng nhu yếu phẩm là để phục vụ lại cho anh em là bộ đội. Lúc anh về tới nhà chị có biết gì không hay là anh về bất ngờ chị? Về bất ngờ chứ đâu có báo trước được đâu. Thì sao? Lúc gặp ảnh nhà thì lúc đó chuyện sao? Thì cái hầu đó là mình ở với nhà mình á. Còn ổng về là về trên đây rồi ổng đi xuống. Xuống chị thấy ổng là sao? Thì mừng chứ giờ sao. Trời ơi. Xỉu lên xỉu xuống đó chứ không phải giỡn đâu. Thật ra người nào mà yếu tâm lý xỉu ngang luôn á. Xỉu ngang nó thấy cái là xỉu liền đó. Chuyện này bộ đội Campuchia gì đúc ra dằn. À lúc đó về mới là có đứa con đầu lòng. Có đứa con đầu lòng. Cô vậy lúc mà cô sanh em bé là có chú ở nhà không? Không, không có chú. Chú đi trở lại đâu. Chú thì khổ nữa. Hồi đó giờ vắng không có gì đang buồn buồn thì ông về cái thêm đứa rồi ông đi nữa đó. Tụi thân chết trời. Nguyên một cái khoảng thời gian có bầu là không có ai chăm sóc. Từ bầu đến sinh luôn á. Dạ. Không có ai chăm sóc hết. Tụi thân không cô? Tụi thân chứ. Cái lúc mà cô sanh là chú có biết tin không? Tức là hầu bà xã nhà sanh thì mình đâu có biết tin. Tới chừng có cái một cái đồng chí cũng ở cùng quê, tức là cũng được dì thăm gia đình, đi về mới ghé vô, mình mới gửi thư gửi đồ. Đồng chí đó mới nói là tao phải ghé vô nhà Thành, nghe không? Thấy Thành nó đĩ ra con vợ Thành sinh ra con nhóc nó biết bò lủng ngổm, ta chụp cái bộ hình cầm qua đưa đây coi. Thảo mình mới lúc đó mình mới thấy con mình đứa mừng nửa tuổi, chào không biết chân nào mình gì mình ôm cho con mình vô làm vậy thật. Đáng lẽ là mình đúng ba anh em là mình về, khi là mình chuẩn bị về là có cái đợt là rút binh đoàn 50.000 binh sĩ phải chờ thêm 3 tháng nữa. Rồi cái lúc mà chuẩn bị mà về đấy thì bên này là báo tin bà già mất. Trời ơi. Sau khi má mình mất 3 tháng sau mình mới về. Trời ơi, lúc về cái mẹ mất cái con cái vợ tao, lúc đó vừa tuổi mà nó vừa mừng. Cuộc đời của anh chị thật ra là cũng đâu có sống gần nhau nhiều đâu. Từ lúc cưới cho đến giai đoạn đó là cứ về rồi đi thôi. Đúng rồi. Bốn năm trời. Cái lúc về bộ đội thì có gì đâu, có cái ba lô không với mấy bộ quần áo chứ có gì đâu. Có đứa con chứ có bà vợ nữa. Rốt cuộc giờ phải lo làm chứ. Lo làm. Còn bị cái bệnh sốt rét nó bị tái phát, cứ tháng nó nhập vô cái nó chuyển 2 lần. Nó cứ dập cho cái chu kỳ nữa. Đúng rồi. Rồi sao xeo rồi cũng uống thuốc, không biết uống trúng cái gì rồi nên 7 tháng xeo cái. Nó dứt luôn. Lúc mình về là nói chung là cũng khó khăn lắm. Cũng phải ráng làm để lo cho lũ nó chút. Rồi lúc đó mình đi mua xe ba gác ba bánh á. Kéo chứ không phải là như được cái máy mà đạp chạy như bây giờ đâu. Đó là mình đi chở hàng, mình kéo hồi trước. Bà xã hồi xeo đại. Ai kêu gì chợ này để kiếm tiền chứ. Chứ giờ mình đâu có nghề nghiệp gì đâu. Xong ra làm chút ruộng rồi hay đi nhổ bụi củ mì rồi cũng đâu có bán để mà sinh sống gì đâu. Nhờ chiếc ba gác đó. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Đến giờ làm chị mấy cháu? Hai cháu. Tới nè, niềm 89 mới quyết định là sinh đứa nữa. Sinh một bé nữa. Bé trai luôn. Bé gái. Bé gái. Người ta cũng có con đi học cấp 3 bằng áo dài rồi. Rồi cũng đi đại học rồi. Vợ chồng mơ ước ráng làm. Có tiền có đồ rồi mới nuôi hai đêm học đại học Sài Gòn hết. Thì thằng kia ra trường. Ra trường nó là mới làm có 2 tháng. Một cái tai nạn. Đi làm về là mưa Sài Gòn mình đi. Nước bị ngập. Không thấy đường.
chạy lọt lụa cái lô cấm, cái xiên ra đi trồng chuối xuống bị mốt tỷ sống cổ. Cái mũ bảo hiểm mình nó bị nát là nó trắng ở bên kia cái thành của cái cống á. Con trai đầu lòng của mình á là bị cái tai nạn đó, là lúc đó mình nó thâu đời mình cũng xem luôn. Từ ở ngoài tâm quan nghi tin điện thoại gặp đập chị vô rồi đưa đi chợ rẫy rồi này nó chọc răng xanh điện này bệnh viện 4 tháng á. Chị nuôi trong đây hả chị? Vô hết mà, hai chồng vô hết bỏ nhà luôn. Lúc đó tính bao nhiêu tuổi? Lúc đó tính 23 tuổi. 23 tuổi. Chuẩn bị đi hỏi vợ, rồi rốt cuộc đâu xem luôn. Nó ra trường nó làm mất mấy tháng nha mày. Chuẩn bị lấy cái bằng đại học xây dựng. Ngồi bảo và cái ước mơ của hai vợ chồng là dồn hết đem cho hai đứa con. Mơ ước con mình nó sẽ trưởng thành, nó sẽ này nọ, nó sẽ làm thì không phải còn khổ cực như nhiều bố mẹ hồi xưa nữa. Tức là mơ ước dữ tợn. Rốt cuộc bị sụp đổ con gái là giấc mơ coi như là hết trơn hết trọi luôn. Tới chừng mà bác sĩ nói là chuẩn bị tiền với sức lực để nuôi chứ con trai của anh không có chết đâu. Mà cái sức lực của anh chị nuôi là phải dữ tợn, chứ bây giờ bệnh này nó khỏi lắm, không có chết. Chết là chết thôi, chờ đẩy rồi. Nhưng mà khi đưa về bên quận 8 thì hai bố con ở đó gần cả một đêm trời. Cái lúc bệnh, lúc qua sang đêm nữa, đi nửa đêm nữa. Đi đến nỗi mà bác sĩ người ta thấy người ta ớn luôn. Thôi về miền Trung đi, coi chừng cho con không bớt được bố bệnh thêm nữa. Rồi thôi đành phải đi về. Mình đã bị đi ăn xin ở chốn thành phố này, nuôi một tiếng hai anh em là đi ăn xin hai anh em chứ không biết đâu. Tại vì cái tiền bỏ nó lớn. Một lần ở bệnh viện ré rồi cũng không có tiền. Có công từ thiện rồi xin một hộp cũng sang đó. Có bà đó cho một hộp nữa, hai hộp mới đủ sức chịu đựng. Chứ tiền của bao nhiêu cũng hết. Một năm tưởng đâu bớt, một năm nữa cũng không bớt, rồi ba năm cũng không bớt. Cuối cùng di chứng đây lại là ngầu xi lanh, ngầu xi lanh. Mẹ phải làm là cô y tá luôn, chăm sóc vết thương tày tụa tinh ngừ rồi. Nói như một cô nên y nghề đi ta. Bệnh viện cũng 2-3 lần. Không, nhiều lúc bên này là buồn rồi lắm. Nhiều lúc cũng chán nản. Tại sao là đời đến với mình là sao nó khó khăn. Vợ chồng mình đến với nhau chắc mình không được cái gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không phải vậy. Đèn nào thì ông Tiến cũng không bớt bệnh nào. Con trai không bớt bệnh thì ngầu xi lanh. Nhưng mà còn con gái, vợ chồng mình còn trẻ, còn phỉ, còn bà con xóm giềng, còn tất cả các hậu đoàn thể thương, quý mến, là bắt đầu mình phải vươn lên. Lúc đó mình phải làm lại ngay từ đầu luôn. Cái hồi mình thương nhau đó, là từng hứa gì là bà xã mình này. Thôi bây giờ khổ, nhưng anh hứa với em là anh sẽ ráng làm bằng mọi tất cả. Sau này mình dành dụm được ít tiền, con cái nó trưởng thành, mình muốn đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, đi Gia Lai, thì muốn đi ra thêm Lan Bác cũng được. Lúc đó mình cùng nhau đi. Rốt cuộc cái giấc mơ này hiện nay nó mới có nhung nhốm con chút thôi, thì nó cũng đỡ thôi. Nói chung là Tiến bên đây nó cũng làm, nó cũng có bạn gái đó, thì nó lo mình cũng đỡ khổ nhiều lần. Cháu ở nhà khổ lắm lận á. Dù sao mọi thứ nó cũng qua rồi, chúng ta lại thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tôi nghĩ rằng á, những cái nỗ lực cố gắng của anh chị cũng đã bắt đầu được đền bù rồi đó. Và tôi nghĩ nó còn đền bù hơn nữa, bởi vì ông trời lấy của mình một cái điều gì đó, chắc chắn sẽ bù đắp một cái điều gì đó. Và sắp tới đây không chỉ có Tính mà còn cô con gái nữa. Con gái nào tốt nghiệp chưa? Nói chung học được rồi, cũng có chồng rồi à. Rồi cũng có em bé rồi à. Em bé 2 tuổi rồi. Rồi nói chung là vợ thằng con rể với con gái
là cũng có trình độ cho nên làm được bên bưu điện của thị xã. À, thị xã Hòa Nhơn. Hòa Nhơn hồi xưa là huyện Hòa Nhơn nhưng bây giờ là được lên thị xã mấy. Dạ, dạ, như vậy là cũng sóng gió cũng qua đi rồi, sáng sủa rồi đó. Nó cũng bắt đầu ánh sáng cuối đường hầm nhưng nó chưa sáng lắm. Một cái cuộc trò chuyện mà mình cứ hồi hộp không biết khi nào mà họ được thoải mái. Mình cứ ngồi mong cái kết sau đây, cái kết sau đây. Mình cứ mong rồi cái gì nó sẽ tốt đẹp đến với anh chị đây. Cứ mong cho đến cái giây phút này đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn video clip để gửi đến anh chị. Mà anh chị, con chào ba má của con. Hôm nay con rất là vui khi ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Và con rất tiếc là hôm nay con xin phép có việc bận, không thể tham gia cùng với ba má. Nên con có vài lời muốn nói với ba má. Nhân dịp ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm, con xin chúc ba má mãi mãi hạnh phúc như thế này. Ngoài ra con cũng xin gửi đến ba má ngàn lời xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho ba má khi tuổi đã về già. Có những lúc ba má ốm đau con thấy rất sợ. Con sợ vì không thể chăm sóc được cho ba má khi chính sức khỏe của con cũng đang cần người chăm sóc. Ba má đã sinh con ra khỏe mạnh, đáng lẽ ra con phải sống tốt hơn. Nhưng chính cái tai nạn giao thông năm 2010 đã lấy đi của con và của gia đình mình rất là nhiều thứ, làm cho ba má phải thêm gánh nặng trong cuộc sống. Con cảm ơn ba má đã luôn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương, lo lắng và che chở cho con trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Giờ đây con không cầu mong gì hơn, con chỉ mong rằng ba má luôn có thật nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ không còn những sóng gió nữa. Con và em gái rất là thương ba má. Trong lòng con nghĩ thế nào? Con đã từng là mẹ. Khi con của con càng lớn, nó chỉ bị mũi chích thôi là con cũng đã đau lòng lắm rồi. Cho nên khi mà nó càng lớn thì con lại càng hiểu hơn được cái nỗi đau của người làm cha làm mẹ. Nên con rất là thương. Con rất là thương cô chú khi mà chưa kịp hưởng được cái gì hết thì nó lại có quá nhiều cái bi kịch xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Và con cũng rất là thương tính nữa. Thương tính vì tính cũng đau khổ lắm khi mà không chăm sóc được cho cha mẹ lúc đau bệnh. Con chỉ mong rằng là mình cứ tận hưởng cuộc sống, cứ thực hiện cái điều mà chú đã hứa với cô ngày xưa, đó là đưa cô đi khắp nơi. Hai chú ha? Dạ. Đang cố gắng. Cố gắng anh à. Thương nhau thì đã thề non hẹn biển. Có sướng thì cùng sướng, có khổ thì cùng khổ. Cố gắng là phải đi du lịch biết nhiều nữa, mà phải cùng đi hai vợ chồng. Bây giờ anh chị nhắm mắt lại 30 giây. Chúng tôi sẽ có một cái điều bất ngờ cho anh chị. 5 4 3 2 1. Mời anh chị mở mắt ra. Vào đây nào, vào đây nào. Dạ mà sao nó không đi? Vào đây nào. Dạ. Giờ thấy con xuất hiện đây thấy làm sao? Chúng mừng quá chừng lắm. Đây là Tính nè, còn à, nhân vật kế bên là người con gái mà nãy giờ con nhắc với chú rất là nhiều. Là người mà đã một phần nào đó đã làm cho cuộc sống của Tính có cái niềm tin, có cái mục đích. Anh nghe về cuộc đời của ba mẹ Tính á. Dạ. Anh cũng nhức đầu nãy giờ, không biết tại sao ba mẹ lại có thể vượt qua những giai đoạn đó. Thật ra cuộc đời anh cũng rất là khổ, cuộc đời cũng gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mỗi lần mà gặp những cái hoàn cảnh bi kịch như thế đó, những cái biến cố như thế, anh cũng chịu không có nổi. Và thật ra đến bây giờ á, anh rất là ngưỡng mộ bố mẹ của em. Không hiểu tại sao lúc đó bố mẹ có thể vượt qua được. Và anh nghĩ Tính cũng chắc cũng có một cái ám ảnh trong cái thời kỳ đó. Và làm sao để em vượt qua những giai đoạn đó hả Tính?
những cái lúc mà em nằm ở viện á thì em không có ngủ được, bởi vì nó đau nhức suốt cả ngày cả đêm không ngủ được. Còn cái người chăm sóc mẹ thì có nhiều lúc em thấy là mẹ chăm sóc xong rồi mẹ gục trên giường nữa. Rồi cái cảnh mà ba với mẹ chen chúc nằm ở dưới nền gạch ở dưới chỗ bệnh viện, em thấy rất là thương ba mẹ. Và từ cái chỗ đó mà em quyết định là em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải cố gắng làm sao để mà mình thoát khỏi cái tình trạng mà sức khỏe của mình như vậy, để ra khỏi bệnh viện, để về nhà với gia đình, với bố mẹ. Thì mẹ với bố chính là cái động lực để đầu tiên để em có thể vực dậy cái tinh thần của mình trong cái lúc khó khăn. Bây giờ thì anh nghĩ rằng sóng gió cũng qua rồi, mặc dù cũng còn khó khăn trước mắt, nhưng mọi cái sóng gió nguy hiểm á nó qua rồi. Dạ. Yeah. Mình cũng lấy điều đó làm cái động lực sống tiếp tục cho mình nữa. Dạ. Yeah. Và bây giờ anh thấy em có thêm một cái niềm vui bên cạnh nữa. Cảm ơn đời lại có thể có những con người như thế. Nhưng phải nói cảm ơn đời đã có em. Em là quen Tính trong trường hợp nào? Dạ, thì chào anh Nguyễn Linh và chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thúy Trúc, thì quê em ở Bến Tre. Và trong một cái dịp tình cờ em mua hàng online của anh Tính, thì lại kết nối trò chuyện với nhau. Và từ đó thì mọi chuyện nó lại theo một cái hướng bén duyên với nhau, đến với nhau một cách tự nhiên nhất. Rồi bây giờ hai đứa con muốn nói gì với ba má không? Nhân đây thì con cũng cảm ơn ba má đã bên cạnh con, chăm sóc cho con từ khi cái lúc mà con gặp cái biến cố cho tới thời điểm con gặp Trúc. Thì ba má đã vất vả với con rất là nhiều. Con chỉ mong là bây giờ ba má cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật lâu với tụi con. Con cảm ơn ba má rất là nhiều. Cảm ơn ba má đã sinh con ra, nuôi nắng con cho đến giờ này. Con tin là sắp tới đây những cái sóng gió nó qua đi rồi thì con sẽ cố gắng nỗ lực để phấn đấu để làm sao mà xứng đáng làm con của ba mẹ. Cũng như ba mẹ nhiều. Trúc muốn nói gì không? Thật ra thì cái lúc mà ba và má kể về cái cuộc tai nạn của anh á, mình không hình dung được là người lớn người ta phải chịu cái nỗi đau đó nó như thế nào. Và thật sự là cảm ơn ba má đã lo lắng chăm sóc cho anh Tính để vượt qua cái khoảng thời gian đó. Và cảm ơn tất cả cái đấng sinh thành đã yêu thương con vô điều kiện. Để có một người tên là Nguyễn Chánh Tính như ngày hôm nay, một tinh thần không ai mà có thể gục ngã được. Chị vui không chị? Vui. Vui lắm chứ. Nghe con dâu nói thế là vui rồi đó. Mừng chứ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn hai em đã đem đến những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Mình cũng cảm ơn chương trình đã cho gia đình mình một giao lưu và tiếp xúc hôm nay. Dạ. Cảm ơn chú bộ đội cái. Hai, chương trình nha. Chương trình có quà tặng gửi tặng cho gia đình mình. Đây là Alabio giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, rất tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chất bảo quản. Sản phẩm dinh dưỡng Calosugol với nguyên liệu chính từ Mỹ giúp nâng cao sức khỏe. 100% đạm thực vật giúp tiêu hóa tốt. Glucosamine và HMB giúp tái tạo, bảo vệ cơ xương khớp.
và sản phẩm dinh dưỡng Gluvitagon dành cho người đái tháo đường được chứng nhận lâm sàng có chỉ số đường huyết thấp và hệ dưỡng chất đa dạng giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ võng mạc. Cảm ơn chị, cảm ơn cô chú. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần và sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media.